Hello, xin chào các bạn. Để trên đầu mình thì đây mình sẽ giới thiệu một cái sản phẩm mới, cái mặt nạ phòng độc. Khi sử dụng trong công nghiệp hoặc là cơ khí thì phục vụ công nghiệp gì á, xịt dầu hay men khi trong những nơi bị bẩn và ô nhiễm. Thì đây mình có một cái sản phẩm phòng độc với hai lọc, hai phim lọc. Đấy, các bạn thấy này, một cái chỗ đỡ mình nói phim lọc này có thể nào sử dụng dư thì có thể thay hai cái phim này, như còn cảnh hai phim này được. Em vậy một cái vải lọc rất là hay, như nói này có hai bên lớp gì đó. Đây là sợi dây này, sợi dây rất là chắc chắn. Về đây ở bên trong thì như vậy đó, rồi là nhựa đây, hai cái hộp đây nhựa với giấy 50 ke nha. Bên đây còn hiện giờ sản phẩm đây chưa để hết, nên các bạn mua mua ở Shopee, mua ở Shopee cũng được. Này đây thì dùng trong cái chỗ bụi bẩn rồi, để chỗ dơ rồi, bụi không khí bị bẩn, để men để phòng độc, để cho sức khỏe tốt, để bảo vệ sức khỏe. Đây tàu những tay gì không biết, mình sẽ ở đây thì nó có tặng kèm một cái chuông báo hiệu gắn cho cửa như vậy, rỉ không. Đây là sản phẩm mình, các bạn có thể mua ở dưới phần mua thẻ nhé. Đây các bạn hãy nhấn like, share và subscribe kênh mình nha. Thôi, chào tất cả các bạn. Hẹn lại trong lần sau. Những sản phẩm cuối cùng. Như một cái con rùi. Thôi, chào tất cả các bạn, nhớ like, share, subscribe kênh mình nhé.